Mình và các bạn sẽ cùng nhau đi trải nghiệm chiếc điện thoại Galaxy A03. Mà chiếc điện thoại này ở trong phân khúc giá dưới 3 triệu đồng. Cũng không biết là nhà sản xuất đã trang bị cho chúng ta một con chip có đủ khả năng để cho những cái thao tác ứng dụng cơ bản để lướt web Facebook hay là đọc báo ở một cái trang mạng nào đó mượt và ngon hay không. Và không chần chừ gì nữa, chúng ta sẽ cùng nhau đi trải nghiệm ngay chiếc điện thoại này để các bạn có sự cân nhắc có nên mua và không mua chiếc điện thoại Galaxy A03 này. Và bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau đi trải nghiệm. Còn mà trên chiếc máy này cũng khá là chắc chắn. Ở đằng sau chiếc máy này cũng được làm bằng vỏ nhựa chống trơn. Như thiết kế của máy với dung lượng pin 5000 thì mình nghĩ một chiếc máy có cái trang bị nó cũng không tối tân như những cái điện thoại smartphone khác, nhưng mà chiếc máy cũng sẽ hoàn thành những tác vụ đơn giản và nhẹ nhàng nhất. Và mình sẽ đi vào cái phần cài đặt ở bên bên trong để xem chiếc máy đã sử dụng và cái tên gọi như thế nào. Như các bạn biết, cái kỷ tên kiểu thiết bị là Galaxy A03 kiểu máy. Nói chung những cái thông số này là cũng không quan trọng. Và máy thì cũng báo là có khe SIM 1 và khe SIM 2. Thì tức là máy cũng được trang bị là nắp được 2 SIM. Và mình sẽ vào cái thông tin phần mềm. Như các bạn nhìn trên màn hình, máy được trang bị là cái công nghệ phiên bản Android 11 cũng khá là mới. Và cũng được mới cập nhật. Mình đánh giá là một chiếc máy tầm phân khúc dưới 3 triệu đồng này mà chiếc máy cũng đã cho chúng ta một cái màn hình 6,5 inch và cái được trang bị hệ thống phiên bản Android 11 và các tác vụ cơ bản khác. Mình đánh giá là cũng tương đối ổn. Và bây giờ mình sẽ thử vào cái một vài cái ứng dụng để cho các bạn nhìn cái độ lát của nó, xem là nó có nhanh không. Đấy, mình vừa mới ấn vào cái Facebook thấy lướt cũng rất là nhanh. Đây là mình đang test ở trên mạng wifi của gia đình nên là cũng khá nhanh. Và tiếp theo mình sẽ vào trình duyệt Chrome đi để mình sẽ test vào đọc báo. Mình vào đại một cái trang báo cho các bạn xem. Như máy khi đã kích hoạt tay vào thì cái máy hoạt động cũng khá là êm và nát hình cũng khá là nhanh. Màn hình chiếu để cho các bạn xem thì cũng có thể là cũng không được rõ nét cho lắm vì cái chiếu sáng của chiếc điện thoại này cũng rất là nhoá. Nhưng mà mình đánh giá là cái máy ở phân khúc dưới 3 triệu đồng này chúng ta cũng có thể là lựa chọn mua tặng những người thân trong gia đình. Ai đó một chiếc máy cũng khá là mượt mà. Và tiếp theo mình sẽ vào một cái mục lịch chẳng hạn. Hôm nay cái máy này thì mình cũng chưa tải game. Mình sẽ tạm thời vào một cái trang báo mới, cái ứng dụng báo mới. Như các bạn là nhìn vừa mới ấn vào xong mà máy cũng nắp hình cũng khá là nhanh. Rồi tiếp theo mình sẽ vào một cái ứng dụng ở trên YouTube. Nhờ máy chạy cũng khá là nhanh. Đây.
Như mình đánh giá là chiếc máy được hiển thị trên cái tấm nền là 6,5 inch nên là nhìn trông cũng khá là to. Và tấm nền này là cái tấm nền PLS cũng không không được Full HD mà chỉ là HD cộng. Nhưng mà ở cái phân khúc tầm dưới 3 triệu đồng trên dưới 3 triệu đồng mà nhà phát hành đã trang bị cho chúng ta một chiếc điện thoại với tác vụ cơ bản là nghe gọi và vẫn có thể là lướt web, xem phim, đọc báo cũng khá là ngon. Như các bạn thấy máy chạy láp hình cũng rất là nhanh. Vừa rồi mình đã cùng các bạn đi xem qua chiếc điện thoại này một chút và mình đánh giá là chiếc điện thoại này tầm phân khúc dưới 3 triệu đồng thì có thể là chúng ta mua để nghe gọi và những cái tác vụ cơ bản như Zalo, YouTube hay là đọc báo thì là vẫn dùng được. Còn đâu cái bạn nào mà muốn chơi game, những cái bạn trẻ mà muốn chơi game thì theo mình là không nên chọn chiếc máy này, vì chiếc máy này dùng cái con chip cũng khá là cùi, nên chúng ta mà để chơi game thì chiếc máy này hoạt động sẽ là vô cùng là mệt mỏi. Chúc các bạn xem video có những cái đánh giá tốt về chiếc máy này và có một cái kinh nghiệm để chọn cho mình những cái máy trong phần khúc cao cấp hơn để sử dụng. Video của mình xin được tạm dừng tại đây.